trở lại chương trình của bản tin nhắn. Có vẻ như công ty Target đã chính thức tuyên bố họ sẽ đóng cửa chính cái khu vực quan trọng, trong đó có một số thành phố của đảng Dân Chủ, là bởi vì họ nói rằng là gì, lý do trộm cắp đang đe dọa người lao động và người mua hàng. Công ty Target sẽ đóng 9 cửa hàng của 4 cái tiểu bang, trong đó có một cửa hàng tại East Harlem. Harlem là một trong những khu vực nghèo khổ nhất tại cái tiểu bang thành phố New York. Harlem là khu tệ nạn nhất tại cái thành phố New York luôn. Nếu mà thật sự vì học cái chương trình mình kinh doanh doanh nghiệp vân vân thì mình sẽ có một cái case study từ cái viện đại học Harvard, đó là Harlem case study. Nhưng mà cuối cùng thì Harlem nó cũng trở về lại cái bản chất của nó, là không vượt qua, nó không vượt qua cái lời nguyện, cái lời gọi là lời bùa chú của đảng Dân Chủ, tức là càng bầu cho đảng Dân Chủ là càng chết. East Harlem, New York và 3 cửa hàng tại San Francisco vì tội phạm và tội phạm bán lẻ có tổ chức đe dọa sự an toàn của nhân viên và khách hàng của họ. Việc đóng cửa sẽ có hiệu lực ngày 21 tháng 10, cũng bao gồm 3 cửa hàng tại Portland, Oregon, Seattle, Target. Cho biết họ sẽ mở rộng 150 cửa hàng, họ vẫn sẽ mở tổng cộng 150 cửa hàng tới thị trường diễn ra đóng cửa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ mô tả cái quyết định này là vô cùng khó khăn. Chúng tôi biết rằng các cửa hàng của chúng tôi đóng vai trò trong cộng đồng của họ, nhưng chúng tôi chỉ có thể thành công nếu môi trường làm việc mua sắm an toàn cho tất cả mọi người. Trước khi đưa ra quyết định thì công ty Target cho biết họ đã đầu tư rất nhiều vào chiến dịch ngăn chặn những hành vi trộm cắp, bổ sung thêm cho nhân viên sự bảo vệ, vân vân, nhưng mà cuối cùng thì cũng không hoàn thành được câu chuyện này. Mặc dù đóng cửa cửa hàng chỉ một phần nhỏ trong 1.900 cái cửa hàng của Target, nhưng động thái này cho thấy công ty Target đang bắt đầu rất là thức tỉnh luôn. Ai còn nhớ công ty Target là công ty mà nó cả một tháng Brightman và hiện thị trường cổ phiếu đang thất bại toàn tập. Trong khi đó thì công ty này ủng hộ cho thành viên của đảng Dân Chủ, và họ đang bị thành viên của đảng Dân Chủ đối xử một cách rất trắng trợn tại những cái thành phố của đảng Dân Chủ. Họ nói là cửa hàng Target tại East Harlem nằm trong khu vực nhiều người gốc Tây Ban Nha và người da đen, và người dân có ít sự lựa chọn mua thực phẩm tốt cho sức khỏe chất lượng. Tại San Francisco, một cửa hàng đóng ở đường thứ 13 và Folsom dưới một cây cầu sầm uất, và tất cả những cây sầu là sầm uất này, những cái lều dành cho vô gia cư, vân vân. Trong khi đó, giám đốc điều hành của Target Brian Cornell nói là giám đốc điều hành bán lẻ đã cảnh báo những hành vi mô tả trộm cắp gia tăng trong năm qua, và công ty Target ước tính cái lần này thiệt hại có thể lên tới 700 triệu và 800 triệu đô la, dẫn đến cái tình trạng khoản lỗ có thể tới 1.2 tỷ đô la trong cái năm tài chính sắp tới. Và đó là thành trì của đảng Dân Chủ, và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.